để rơi gia đình con là ngôi làm em, là cộng đoàn yêu thương, là cộng đoàn hiệp nhất, một cộng đoàn có Chúa ở cùng. Giữa lòng thế giới gia đình con là hội thánh đẹp xinh, là cộng đoàn hy sinh, là cộng đoàn trung trinh, một cộng đoàn loan báo tin mừng. Gia đình công ơn Chúa hằng hiện diện, chiều hôm sớm tôi cùng nhau cất cao lời kinh. Sự sống tình yêu Chúa mãi thầm nhờ giữa lòng thế giới gia đình con là ngôi làm em. Chúa muốn có bao nhiêu giáo hội? Chúa Giêsu chỉ dựng nên có một giáo hội duy nhất. Và tôi muốn nói với các bạn về một lý lẽ mà tôi nghĩ cũng chắc chắn lắm. Matthew chương 18 và 15 đến câu 17. Người anh em của ngươi phạm tội thì sửa lỗi nó. Nếu nó không nghe thì kiếm thêm 2-3 người nữa. Nếu 2-3 người cũng không nghe thì đem nó đi thưa với hội thánh. Hội thánh Chúa dùng số nhiều hay số ít? Hội thánh Chúa dùng số ít. Chỉ có một hội thánh thôi. Đem nó đi thưa với hội thánh. Và nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì xem nó như dân ngoại hay như người thu thuế. Đoạn thánh kinh này tôi thấy quan trọng lắm. Vì nếu tôi thuộc về Mormon, rồi bạn lại thuộc về Tin Lành Baptist, người kia lại thuộc về Tin Lành Trưởng Lão, rồi chúng ta bất đồng ý kiến với nhau, vậy thì cái hội thánh nào để chúng ta có thể đi thưa nhau để được giải quyết? Và rõ ràng Chúa nói rằng đem nhau đi thưa với hội thánh, mà hội thánh nó cũng không nghe thì đuổi nó ra khỏi hội thánh. Thế hội thánh đó phải có thẩm quyền, và phải có thẩm quyền trên toàn thế giới. Nếu tôi có vấn đề với một tín hữu ở như ở bên Nga, bên Mỹ, bên Canada, Ấn Độ, hội thánh đó phải có thẩm quyền khắp mọi nơi, và giáo phái Tin Lành Baptist chẳng thể nào có thẩm quyền đó. Chỉ có giáo hội công giáo là có thẩm quyền như Chúa đã nói trong Matthew 18. Nếu người anh em phạm tội thì đem nó đi hội thánh nào bây giờ chẳng có giáo phái nào có quyền trên giáo phái nào. Như thế giáo hội công giáo phải là giáo hội duy nhất. Nếu không thì lời Chúa Giêsu chỉ là diễu cợt. Giêsu chỉ dựng nên có một giáo hội duy nhất. Bạn có nhớ lúc đầu tôi nói rằng mỗi người có một cuốn thánh kinh và mỗi người tự động diễn giải thánh kinh theo ý của mình. Chúa Thánh Thần diễn giải thánh kinh cho mỗi một người. Chúa Thánh Thần diễn giải cho người này lại khác với Chúa Thánh Thần diễn giải cho người kia. Bạn có biết tại sao không? Vì Chúa Thánh Thần bị bối rối. Bạn có nghĩ là Chúa Thánh Thần bị bối rối lẫn lộn không? Không có chuyện đó. Có ai ở đây nuôi cừu hoặc làm việc với con cừu không? Cừu là loài rất hiền. Tôi biết vì tôi đến Do Thái thuê nguyên một đàn cừu để đóng phim. Và tôi biết con cừu nó ngu lắm. Tôi muốn nói về chuyện không những Chúa Giêsu chỉ lập có một giáo hội thôi, mà Chúa còn đặt lên đó một Phêrô và đặt các giám mục ở mỗi một giáo phận. Chúa Thánh Thần không bị bối rối, nhưng vì những con cừu đã bỏ đàn mà đi, nó đi đến tới con sói và nó hửi. Mà nó còn không biết là con sói có thể cắn cái đầu nó. Rồi những con cừu đi xuống nước, nước thấm vào lông cừu, làm nó bị nặng hơn rồi nó bị chìm. Thì những con cừu này ngu ngơ quá. Nếu con cừu muốn được tốt cho mình thì phải ở gần với người chăn cừu. Rồi những giáo phái lý nhí ngoài kia, họ nghĩ rằng họ có thể bỏ người chăn cừu là Phêrô mà Chúa đã ban cho họ. Chúa ban cả chìa khóa thiên đàng cho Phêrô, và họ nghĩ họ có thể lập đàn chiên của riêng mình. Tôi nói cho bạn biết, tôi sẽ ở với lại người chăn chiên của tôi, và các bạn cũng phải ở với người chăn chiên của các bạn, và lắng nghe người chăn chiên của mình. Đừng đi lang thang kẻo bị lạc. Như thế thờ phượng nghĩa là gì? Chúng ta có thẩm quyền nào? Và Chúa Giêsu đã dựng nên bao nhiêu giáo hội? Là ba câu hỏi mà tôi đã nghiên cứu. Những câu hỏi này lúc là người Tin Lành tôi không biết trả lời. Tôi sắp sửa trở thành người của thuyết không biết. Tôi hầu như sắp sửa nghĩ rằng tôi không biết tin gì nữa. Rồi một thằng bạn của tôi là một mục sư của giáo phái Ngũ Tuần, là người có đài radio cho giáo phái Ngũ Tuần, là người bạn thân thiết của tôi suốt hơn 10 năm,
là người thông minh tên là El Fresta. Có một lần chúng tôi ăn tối với nhau và nó nói với tôi rằng, Steve, tao có chuyện phải nói với mày. Hai vợ chồng tao đã quyết định trở thành người công giáo. Cái gì? Mày thông minh lắm mà. Đây là điều ngu xuẩn nhất mà tao đã từng được nghe. Tôi đúng là đã nói như thế. Mày nói cái điều quá ngu xuẩn. Mày quá thông minh tao lại thành người công giáo. Nói rằng vợ chồng tao, vợ tôi nói kệ nó, cứ để nó đi, để cho nó đi vào trong cái xó kia ngồi với cái đám ngũ chết. Đám mà chẳng hề đọc thánh kinh, chẳng biết truyền giáo, đến hát cũng hát chẳng ra hồn nữa. À, hôm nay tôi đã chứng minh những điều đó là sai. Và vợ chồng tôi quyết định sẽ chứng minh El Cresta đã sai. Tôi nghĩ rằng về thánh kinh thì nó biết bằng tôi, vì chúng tôi vẫn thảo luận thánh kinh với nhau. À, chúng tôi luôn luôn cãi vã với nhau về thánh kinh, luôn luôn có ý kiến khác nhau. Nên tôi nói, thôi bây giờ tôi sẽ đi đọc những sách vở của những người Kitô giáo đầu tiên. Giờ thì tôi biết những người đó giáo hội công giáo gọi là Thánh Tổ Tông, Thánh Tông Đồ, cha ông thời giáo hội sơ khai. Tôi sẽ chứng minh cho El biết rằng cha ông thời giáo hội sơ khai mang quan điểm tin lành. Rồi sau đó những chuyện lăng nhăng là do giáo hội công giáo đem vào thời Trung Cổ. Những người Kitô giáo đầu tiên hoàn toàn giống tin lành chúng ta. Để tôi có thể chứng minh cho El và đem El trở lại với tin lành. Thế là tôi bắt đầu đọc sách của các thánh tông đồ tổ tông. Tôi càng đọc, càng thấy rằng họ chẳng giống tin lành chút nào cả. Họ rõ ràng là công giáo. Chúng tôi được dạy rằng giáo hội sơ khai là hoàn toàn tin lành, rồi sau đó có một đám linh mục của tà phái vào giáo hội, đã làm giáo hội đi lạc, rồi trở thành giáo hội công giáo. Những người Kitô giáo thật sự của lúc đó phải trốn sống ở dưới lòng đất, đến lúc Martin Luther nổi dậy đem những người đó lên và họ trở thành người tin lành cùng với Luther. Nhưng khi tôi đọc sách vở của cha ông thời giáo hội sơ khai, những người mà biết các thánh tông đồ, rồi tôi làm cuốn phim về họ gọi là Đức Tin Tông Truyền. Tôi đã qua những phim này ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Italy, ở nơi mà những người này sống, để chứng minh bằng cuộc đời của họ rằng họ là người công giáo tinh tuyền thế kỷ thứ nhất. Thánh Y Nhã của Antioch, người đã được Thánh Phêrô truyền chức linh mục vào năm 106, nói rằng hãy cẩn thận về những lạc giáo, không chịu dự phần vào thánh thể, vì họ phủ nhận đó không phải là thánh thể của Chúa Giêsu đã chết trên thánh giá. Nghe rõ chưa các bạn? Cha đó nói thế, cha có giống tin lành chút nào không? Cha đó nói rằng người nào mà chối bỏ thánh thể Chúa trên bàn thờ là lạc giáo. Tất cả mọi Kitô giáo của thế kỷ thứ nhất đều biết, đều tin và đều có thể bỏ mạng để bảo vệ đức tin rằng bánh rượu sẽ trở thành mình máu thánh Chúa Giêsu trên bàn thờ. Qua tay của những vị tuyệt vời đang ngồi ở hàng ghế thứ nhất trên đây. Khi đọc những sách này, tôi nói những người Kitô giáo ở thế kỷ đầu tiên là công giáo. Vậy tại sao tôi không là công giáo? À, tôi với vợ nói rằng mình sẽ đi nghiên cứu hội công giáo xem sao. Đầu tiên là Đức Giáo Hoàng. Giáo hội công giáo đúng về Đức Giáo Hoàng. Kế đến là Mẹ Maria. Công giáo lại đúng về chuyện Mẹ Maria. Mỗi một thứ tôi đem ra nghiên cứu, giáo hội công giáo lại đúng. Rồi hôm đó là đêm giao thừa của năm 1993, tôi có người bạn tên là Baptist, tên nó là Jim Ball. Người bạn này chống đối những thắc mắc của tôi, vì người bạn này biết rằng tôi đang đi về hướng giáo hội công giáo. Người này cũng biết mục sư El Cresta. Chúng tôi tiệc tất niên với nhau, chúng tôi uống champagne, rồi một chút sau bắt đầu tranh luận. Nó nói tôi, mày không nên suy nghĩ thắc mắc những chuyện đó. Tôi nói, cả hai chúng ta đều chỉ tin vào Kinh Thánh thôi. Nếu hai chúng ta được nhìn thấy Chúa Giêsu chết trên thánh giá rồi sống lại từ cõi chết, vậy thì cả tao với mày đều đã không được đọc Phúc Âm Thánh Gioan. Nó hỏi, tại sao không? Tôi nói, vì mãi đến năm 100 Phúc Âm của Thánh Gioan mới được viết trong triều đại của vua Trajan, và Rome trở thành một đế quốc năm 97. Có nghĩa là lúc đó Thánh Gioan là một ông già sắp chết. Nghĩa là tao với mày đã chết và đã chôn mất rồi. Làm sao tao với mày có thể đọc được Phúc Âm Thánh Gioan? Làm sao biết được về chuyện tái sinh? Vì tái sinh là ở trong Phúc Âm Thánh Gioan.
thì làm sao tao với mày được cứu rỗi vì cuốn sách đó chưa có. Tao với mày cũng chẳng được cơ hội đọc phúc âm của Thánh Matthew Luca vì những sách đó cũng đâu được viết ngay, và còn chưa chắc tao với mày được một bản copy. Đường lái xe về, tôi nói với Janet, này sao thấy ghê quá. Sao thế? Mình nghiên cứu để chống đối giáo hội Công giáo, mình lại ngày càng tiến đến giáo hội Công giáo. Hôm sau là ngày mùng 1 Tết năm 1994, vợ tôi thì đọc về sách Mẹ Maria, tôi thì đọc về truyền chức thánh. Đọc giữa nhà mà tôi còn mở máy để nghe về chuyện những người tin lành cải đạo Công giáo. Lúc 2 giờ chiều, tôi đóng sách lại, rồi tôi ngồi dưới đất trên sàn nhà. Bỗng dưng tôi bắt đầu khóc như đứa con nít. Nước mắt tràn xuống mặt tôi. Vợ tôi nhìn sang hỏi Steve, chuyện gì thế? Tôi nói không có chuyện gì cả. Nhưng tôi vừa nhận ra tôi là người Công giáo. Rồi cô ta nói, ôi trời ơi. Ồ không, 12 tiếng sau vợ tôi cũng nói giống như tôi. À, tôi lấy phone gọi cho thằng bạn El Cresta, người mà năm ngoái tôi vừa bảo mày khùng mà. Al, chúc mừng năm mới, tao cũng là người Công giáo. Ủa Al, mày có đó không? Sao không nghe gì? Cùng nó nói, mày vừa nói gì thế? Tao là người Công giáo rồi. Sao thế? Lòng kiêu ngạo của tao sụp đổ rồi, tao không còn là đức giáo hoàng của chính tao nữa. Anh có thấy rằng khi Luther ném một đức giáo hoàng đi, là lúc Luther dựng lên cả triệu triệu giáo hoàng. Mỗi một người tin lành không có thẩm quyền nào trên họ cả, cũng không có truyền thống nào từ bên ngoài. Họ tự dựng nên cho mình mỗi một người tin lành là một giáo hoàng cho chính mình. Và tôi quyết định tôi sẽ không làm giáo hoàng cho chính mình nữa. Tôi sẽ đầu phục cho Đức Giáo Hoàng bên Rome và cho giáo hội mà Chúa Giê-xu đã dựng nên 2000 năm trước. Và tất cả các gánh nặng trút khỏi tôi. Vào giây phút đó, tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Oh, Krista hỏi tôi rằng, ôi Steve, tin tuyệt vời quá, ngày mai là Chủ nhật, có muốn đi lễ với tôi không? Trong phút chốc, nó đến vào đầu của tôi. Nếu trở thành người Công giáo, thì tôi phải tham dự thánh lễ Công giáo. Tôi chưa bao giờ tham dự thánh lễ Công giáo. Mặc dù tôi đã kết luận thần học Công giáo là đúng, tôi cũng nghe biết bao nhiêu điều không tốt về thánh lễ Công giáo. Sau này tôi mới biết tất cả những điều đó là nói láo. Lúc đó nghe nói đi lễ, tôi rùng mình. Ý chí của tôi thì nói là Công giáo, nhưng cảm xúc của tôi thì vẫn nói không không không. Và đôi khi phải cho cảm xúc, tình cảm và những tủy trong cuộc sống một ít thời gian để em bắt kịp lý trí. Tôi nói đợi trước nhé, rồi tôi dằn cái phone lại, quay lại nói với vợ. Ông ta bảo ngày mai đi lễ với ông ta, trả lời sao đây? Vợ tôi nói với ông ca ok, nhưng phải đi lễ trễ, ngồi ở hàng ghế sau cùng và phải đi về sớm, mình để con ở nhà rồi mình đi. Người ta bảo vợ chồng tôi là Công giáo kiểu Mỹ ngay từ ngày đầu, thì người Công giáo Mỹ đúng là làm như thế. Họ đưa chúng tôi đi lễ mà họ chẳng có giữ lời hứa gì hết. Tôi ngồi ngay cái chỗ cụ sơ đó, hàng ghế thứ nhì. Tôi sợ và kinh hãi quá, mở mắt thao láo mà không dám nhìn ai. Tôi nhìn qua vợ tôi cũng thế, không dám nhìn phải cũng không dám nhìn trái. Cầu nguyện ôi lạy Chúa nhân từ, xin đừng đánh phạt con với cái tội đi tới nhà thờ Công giáo. Tôi ngồi chuẩn bị bị sét đánh. Rồi bỗng dưng tất cả mọi người cùng đứng lên và họ đều quay nhìn về phía đằng sau. Tôi nghĩ chắc có ai bị té bị chết gì ở chỗ lối đi. Tôi cũng đứng lên nhóm nhìn ra xem ai bị chuyện gì. Tin lành chúng tôi chẳng bao giờ có cha đi từ đằng dưới lên như thế. Mục sư của tôi bước ra từ ngay trên đầu. Xin chào mọi người. Mọi người thì ngồi trên ghế, muốn làm gì thì làm, tay cầm ly cà phê. Đó là kiểu của nhà thờ tin lành chúng tôi. Tôi đâu có biết rằng Công giáo thì đi từ dưới lên. Nên tôi đứng, tôi cố gắng nhìn ra đằng sau xem mọi người cùng nhìn với tôi. Và bỗng dưng tôi nhận ra chẳng có chuyện gì, có tinh mục đi từ đằng đuôi lên, cầm cuốn thánh kinh đưa cao. Và đó là lần thứ hai trong vòng 2 ngày tôi lại bật khóc như em bé. Nước mắt chảy xuống mặt tôi. Thì đó là lần đầu tiên trong đời tôi được thấy một người được tông truyền.
Tôi chưa bao giờ được thấy một con được tông truyền. Một người đã được giám mục đặt tay lên rồi đặt tay lên, đi trở về cho đến các tông đồ đến Chúa Giê-xu. Được đặt tay ngược trở lại đến Chúa Giê-xu, rồi đến Thiên Chúa. Tôi biết một thầy dạy thánh kinh rất giỏi. Tôi phải dọn đến Thụy Sĩ để học với tiến sĩ Sonson Schaefer, mục sư tin lành danh tiếng. Tôi học với mục sư thầy dạy thánh kinh, nhưng tôi chưa bao giờ được thấy một con người được tông truyền. Và tôi bật khóc chảy nước mắt khi thầy linh mục tiến lên. Tôi nghĩ chắc cha đó tưởng tôi bị khùng vì tôi đứng khóc hết cách khi mà cha đi ngang. May mắn tôi không phải là người của giáo xứ bạn. Thánh lễ tôi không kể với bạn chi tiết, nhưng tôi hiểu một cách rất rõ ràng thánh lễ là như thế nào. Với thánh lễ tôi tham dự hôm đó, sau thánh lễ tôi đến gặp cha. Cha tên là Ed. Tôi nói: chào cha Ed, con là Steve Ray, đây là vợ con. Chúng con vừa mới trở thành người công giáo ngày hôm qua. Chúng con muốn ghi danh vào giáo xứ hôm nay để chủ nhật tuần sau chúng con rước lễ. Sao? Tại sao cười thế? Sao? Đúng là như thế, cha cũng làm vậy, cha cũng cười. Nói hôm qua trở thành người công giáo là sao? Nói con đã đọc sách cả một năm rồi, con đã đọc để thành người công giáo rồi. Và vợ của tôi, Janet, à tôi quên, hồi nãy lúc ở nhà thờ, lúc mà cha đi lên tôi khóc. Tôi nhìn sang thấy vợ tôi cũng khóc. Vợ chồng tôi khóc suốt cái thánh lễ đó và tiếp tục khóc trong mỗi thánh lễ suốt 6 năm sau đó. Thật là xấu hổ vì tôi thấy tôi là đàn ông lắm. Tôi du lịch khắp thế giới, tôi vật lộn với rắn, làm movie mà lại cứ khóc hoài. Thật chẳng ra làm sao cả. Thế mà cứ mỗi lần vào thánh lễ tôi lại cứ khóc trong suốt 6 năm sau đó. Vợ tôi cũng thế. Cha Ed nói rằng ở đây chúng tôi không làm việc như thế. Tôi hỏi thế thì làm việc làm sao? Cha nói rằng phải học giáo lý công giáo, phải học 2 năm, rồi lễ phục sinh trong vòng 2 năm tới, thì sẽ được thành người công giáo. 2 năm à? Thôi bây giờ con có cách này. Cha đến nhà con cho cha xem tất cả những sách con đã đọc rồi. Cha muốn con đọc thêm sách nào nữa thì nói, con sẽ đọc tuần này. Không, chúng tôi không làm việc như thế. Tôi làm cha ép nhất cả đầu. Thật may mắn con không ở trong giáo xứ của cha. Tôi vẫn cứ theo cha nhùng nhằn. Rồi một hôm tháng 3, cha gọi phone cho tôi. Cha nói rằng đem vợ và đi đến nhà xứ của tôi ngay. Vâng, cha cho chúng tôi một bài thi. Bài thi thần học dày 35 trang. Cha nói trả lời những câu này: không được nói chuyện với nhau, muốn xem sách gì thì xem. May 10 giờ đến đây nộp bài. Chúng tôi lái xe về nhà và vợ tôi ngồi khóc. Không công bằng gì cả, đâu có nhà thờ nào lại đối xử với mình như thế này. Chúng tôi cố gắng hết sức trong bài thi. Chúng tôi chẳng biết tiến sĩ thiên thần nghĩa là gì, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ngày hôm sau tôi nhận được phone của cha Ad, có muốn trở thành người công giáo vào chủ nhật lễ ngũ tuần không? Ngày 22 tháng 5, tôi nói: cha Ad ơi, và tôi lại bật khóc nữa. Trở thành người công giáo làm tôi thành cái người khóc nhè. Nhưng tôi nghĩ chắc cũng không sao. Tôi cũng luôn luôn muốn có trái tim mềm yếu với Chúa. Trong thánh lễ thường là tôi bắt đầu khóc khi đọc kinh Tin Kính. Tôi tin giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Trước đây tôi không thể nào nói những điều như thế. Tôi cũng khóc khi tôi xếp hàng để đi lên rước lấy thánh thể Chúa Giê-xu. Điều mà trước đây tôi hay chế giễu. Tôi nói móc thánh thể Chúa. Tôi nói chúng ta những người Kitô giáo thánh kinh, chúng ta được tái sinh, chúng ta thờ phượng một Thiên Chúa phục sinh. Còn công giáo thì thờ phượng cái bánh bích quy Chúa Giê-xu. Công giáo có ngũ tượng trong nhà thờ. Công giáo bỏ miếng bánh vào trong cái mặt kiến rồi thờ phượng. Vậy là thờ phượng ngũ tượng rồi. Vậy bây giờ tôi hiểu thánh thể mình máu thánh Chúa Giê-xu. Đó không phải là hiến tế Chúa Giê-xu thêm một lần nữa, nhưng chính là chỉ một lần hiến tế đó thôi. Vì thế trong Khải Huyền chương 5, Thánh Gioan nói rằng tôi nhìn lên trên trời và tôi thấy con chiên như thể đã bị giết. Và trong mỗi một thánh lễ của chúng ta, không phải là chúng ta lại hiến tế Chúa Giê-xu thêm một lần nữa. Đó là những điều mà Tin Lành nói. Chỉ có một lần hiến tế, và khi các linh mục với bàn tay được thánh hiến, tôi và bạn thì không làm được như thế.
nhưng những vị ngồi ở đây cầm bánh và rượu trên tay, đọc lời truyền phép, thì hy lễ vĩnh viễn hiến tế lên Thiên Chúa, vượt thời gian và không gian vào bánh rượu, để bạn và tôi được dự phần vào vĩnh cửu. Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng mình máu Thánh Chúa, để chúng ta được nên thánh thiện, được dự phần vào sự thánh thiện của Chúa. Và dần dần nếu chúng ta để Chúa làm việc nơi chúng ta tin và vâng phục, dần đưa chúng ta đến dự phần vào Chúa ba ngôi. Vì thế tôi khóc khi tôi xếp hàng lên rước lễ, vì tôi giống như Thánh Phaolô đã ngược đại giáo hội của Chúa. Chúa thương xót lại cho tôi được lãnh nhận mình máu Thánh Chúa. Người ta thưa Amen. Tôi muốn la lên. Đúng. Tôi tin. Tháng 5 ngày 22 năm 1994, tôi và vợ và bốn đứa con cùng đi lên cung thánh nhà thờ Chúa Kitô Vua của Ann Arbor, Michigan được rửa tội thêm sức và được rước lễ. Lúc đó chỉ có 6 người, bây giờ là 22 người rồi. Tôi làm tăng dân số của thiên đàng bằng cách truyền giáo và bằng nhiều con cái. Con tôi, cháu tôi cũng phải như thế. Vào lúc đó con gái của tôi 16, con trai của tôi 13. Chúng nói ra rằng bố mẹ, con sẽ không vào tôn giáo với bố đâu. Tôi hỏi tại sao? Bố ơi, bố đã dạy chúng con, bố không nhớ là bố dạy chúng con về công giáo là như thế nào sao? Bây giờ bố nghĩ chúng con sẽ vào công giáo à? Tôi vừa mới viết lá thư cho bố tôi vì bà tôi rất giận dữ với tôi. Bố tôi nắm chặt tay rồi nghiến răng vào. Chỉ cần nghĩ đến công giáo thôi là đã lầm lạc, là đã phạm tội rồi. Tôi thương bố tôi vô cùng nên tôi ngồi xuống và bắt đầu viết thư trong computer. Bố thân mến, bố là người bố tốt nhất trên thế gian này. Con nợ bố một lời giải thích. Và lá thư đó trở thành cuốn sách Crossing the Tiber. Về nguồn, cuốn sách là ngoài tính toán của tôi. Nó chỉ là một lá thư tôi viết cho bố. Và vì tôi vừa viết xong lá thư, tôi đưa cho con gái và con trai tôi vì chúng vừa nói sẽ không vào công giáo. Tôi nói bố vừa viết xong lá thư này cho ông nội. Hai con đọc dò lại dùm bố trước khi bố gửi cho ông nội nhé. Tôi trông thì ngốc nghếch nhưng mà không ngu đâu. Chúng nó cầm lá thư lên lầu giải thích cho ông nội tại sao tôi muốn thành công giáo. Chúng không xuống ăn cơm tối. 10 giờ tối hôm đó mới thấy hai đứa con đi xuống. Chúng nó khóc và những trang giấy cũng ướt nhòe nước mắt. Chúng nói rằng bố chúng con thấy lá thư này hay lắm và quyết định rằng sẽ vào công giáo với bố. Thế là hai đứa con theo tôi vào công giáo. Là tháng 5 ngày 22 năm 1994, nghi thức tại nhà thờ, gia đình chúng tôi không một người nào đến, bạn bè cũng không, họ đều loại trừ chúng tôi. Gia đình không nói chuyện chúng tôi suốt cả một năm, mất tất cả bạn bè, coi như làm lại từ đầu và chúng tôi vẫn rất vui là người công giáo. 22 năm rồi, chúng tôi chẳng hề ân hận. Con của tôi chập chững vào giáo hội công giáo, mà những người của giáo phái tái sinh hoặc giáo phái truyền giáo mà dám đến giảng đạo với con tôi à, nó sẽ nhảy tango với rắn. Con tôi mới là người sẽ giảng cho những người đó nghe về giáo hội công giáo. À, còn một chuyện để tôi nói. Sau khi vợ chồng tôi trở thành công giáo, chúng tôi biết rằng nhiều người công giáo đã bỏ giáo hội công giáo, đang là tin lành và muốn tranh luận với chúng tôi. Thế là mỗi chiều Chủ nhật, tôi làm thịt nướng ngoài sân nhà tôi. Muốn bàn cãi với tôi à, đến đây. Muốn nói với tôi là bạn ghét cái giáo hội công giáo đến chừng nào à, mời đến. Và trong vòng 2 năm, chúng tôi chứng kiến 200 người trở về với công giáo, xảy ra ngay chính trong phòng khách nhà tôi. Vì chúng tôi lắng nghe họ nói rồi giải thích những thắc mắc của họ. Bạn cũng có thể làm như thế. Bây giờ tôi là người công giáo, gia đình tôi công giáo, và tôi sẽ giúp tất cả mọi người thành công giáo. Tôi sẽ ủng hộ các đức giám mục, các cha và các sơ. À, tôi quên nữa, các sơ là những người tinh đẹp nhất. Mặt tôi phục rồi mỉm cười, thật là tràn đầy tình yêu Chúa. Lần ở phi trường tôi thấy 12 sơ mặc tu phục ngồi chụm vào với nhau. Tôi nghĩ các sơ là dòng kín vì các sơ e dè không quen bên ngoài. Và tôi bước lại gần nói, các sơ! Ôi chuyện gì? Các sơ là những người xinh đẹp nhất mà con đã từng được gặp. Cảm ơn vì đã cầu nguyện cho chúng con và cầu nguyện cho giáo hội. Giải thích cho con tôi rằng có nhiều sơ ở trong dòng kín và không bao giờ ra ngoài. Nó hỏi trong đó làm gì? Tôi nói ấy, cầu nguyện. Cầu nguyện suốt cả đời. Nó hỏi thế cầu nguyện cái gì? Cầu cho được ra ngoài à?
Còn một chuyện nữa, nếu bạn gặp những người mà nói với bạn rằng là phải tái sinh, tôi biết rằng họ nói câu đó là từ cuốn Thánh Kinh Công Giáo. Ai là người thật sự được tái sinh? Ai là người thật sự hiểu được tái sinh có nghĩa là gì? Chúng ta Công Giáo mới hiểu được. Công Giáo mới chính là những người giải thích Thánh Kinh cho đúng, là người diễn giải chữ tái sinh cho đúng đắn. Tin lành đã nói sai. Chúng ta Công Giáo được tái sinh khi rửa tội. Còn tin lành nói phải có trải nghiệm cảm xúc gì gì đó. Họ muốn gọi trải nghiệm đó là gì cũng được, nhưng không phải là tái sinh. Tái sinh do chính Chúa Giê-xu định nghĩa. Khi Chúa Giê-xu nói rằng con người phải tái sinh mới được vào thiên đàng, và những người tin lành la lên đấy thấy không, phải tái sinh mới được. Nhưng Chúa Giê-xu giải thích về tái sinh là như thế nào? Nicodemus nói rằng làm sao tôi được tái sinh? Tôi lớn như vậy rồi còn chui vào bụng mẹ hay sao? Chúa nói rằng trừ khi người đó được tái sinh trong nước và thánh thần, nếu không sẽ không được vào thiên đàng. Nước và thánh thần nghĩa là gì? Vậy thì phải nghĩ đến ngay ngày hôm trước đó, Chúa Giê-xu đã làm gì? Chúa đến sông Giô-đan chịu phép rửa. Thánh thần hình chim bồ câu đổ xuống trên Chúa. Dễ hiểu như thế mà đâu cần phải có đến khoa học kỹ thuật gì gì. Chúa bước xuống sông chịu phép rửa. Và thần khí đổ xuống trên Chúa. Diconemo hỏi làm sao được tái sinh. Chúa nói bởi nước và thánh thần. Ai cũng phải biết vì nó ở trên trang đầu của tờ báo Jerusalem. Và hầu như mọi việc Chúa bắt đầu làm, như là luôn luôn bắt đầu với nước và thánh thần. Luôn luôn như thế, Chúa cũng là người nhàm chán lắm. Lúc mà Chúa làm điều gì mới mẻ thì cũng nên biết rằng sẽ có nước và thánh thần. Lúc tạo dựng trời đất, sách Sáng Thế nói như thế nào? Chúa tạo dựng trời và đất, và trái đất phủ đầy nước. Và thần khí bay là trên mặt nước. Đấy, nước và thần khí. Bạn có biết rằng Chúa tạo dựng tạo vật đầu tiên của Chúa là trái đất. Chúa tạo dựng với nước và thần khí. Thế đến là ông Noe như thế nào? Cả thế gian tội lỗi, Chúa muốn hủy bỏ thế gian. Ông Chúa nói ông Noe làm cái tàu, và ở trong tàu, ông Noe được ở trong tàu, ở trên nước. Và sau đó con chim câu cắn cành ô liu bay đến, biểu tượng của thần khí. Vậy là Chúa bắt đầu nhân loại một lần nữa từ ông Noe. Một bắt đầu mới là ông Noe, và Chúa bắt đầu như thế nào? Nước và thần khí. Và ông Môsê dẫn dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Ông Môsê dẫn đường như thế nào? Dẫn qua biển đỏ. Dẫn dân Do Thái đi qua nước. Và trên đầu họ là gì? Là cột mây lửa, biểu tượng của thần khí. Như thế Chúa bắt đầu một quốc gia mới, dân Do Thái. Chúa bắt đầu nước và thánh thần. Tiên tri Jeremiah nói về giao ước mới như thế nào? Người sẽ thanh tẩy các ngươi bằng nước tinh tuyền, và sẽ bỏ thần khí mới vào lòng. Nước và thần khí. Giê-xu đến làm mới các tạo vật, dạy chúng ta phải được tái sinh. Chúng ta không thể tham gia vào giáo hội như là tham gia một câu lạc bộ. Chúng ta phải được sanh ra trong giáo hội. Làm sao chúng ta có thể được sanh vào trong giáo hội? Bằng nước và thánh thần. Chúa đã làm gương cho chúng ta, Chúa xuống sông Giô-đan chịu phép rửa, thánh thần ngự đến. Thế không thể nói rằng chỉ cần đón nhận Chúa Giê-xu là Chúa và mời Chúa Giê-xu vào lòng vậy là được tái sinh, vì những chữ đó còn không có trong Thánh Kinh nữa. Ta phải tin những mục sư tái sinh ở ngoài kia nói rằng được tái sinh khi đón nhận Chúa Giê-xu là Chúa. Hay chúng ta nên tin Chúa Giê-xu? Chúa bảo muốn tái sinh là phải tái sinh trong nước và thánh thần. Ai mới là người được tái sinh? Người Công Giáo mới là được tái sinh. Và giáo hội Công Giáo đã dạy như thế này từ 2000 năm rồi. Đừng để họ lừa, hãy đi nói với họ về sự thật và kéo họ trở về Công Giáo. Tôi tự hào là người Công Giáo và tôi tự hào được đứng đây. Xin cảm ơn đã phục vụ Chúa. Xin cảm ơn đã yêu thương. Chúa chúc lành. Là cộng đoàn yêu thương, là cộng đoàn hiệp nhất, một cộng đoàn có Chúa ở cùng. Chúa ở cùng giữa lòng thế giới, gia đình con là hội thánh đẹp xinh. Là cộng đoàn hy sinh, là cộng đoàn trung trinh, một cộng đoàn loan báo tin mừng. Chúa hằng gọi mời, giáo truyền lời người bằng cuộc sống mới, vì tha xót thương cảm thông. Hãy
hạnh phúc làm mẹ muối ướp cho đời.